Bà con ơi, ra đây xem hài nè. Tám ơi, Tám Kim ơi. Chị Kim. Ai vậy? Có nhà không? Trời ai đó. Chị nè. Tôi đây. Trời ơi, sáng sớm mà năm chỉ đi tìm Kim chi sớm mà. Ôi, rảnh không có gì làm tính kiếm Kim xỏ chỉ chơi mà. Nè nè, đừng có nói cái giọng đó nghe. Tôi ghét cái thứ chơi chữ đó nghe. Mà nói xin lỗi ông anh tìm lộn Kim rồi. Cái Kim này trích đít mẹ nó rồi. Không có xỏ được đâu cưng ơi. Chị nói sao vậy? Chị đang làm gì trong nhà vậy? Đang may đồ. May đồ phải chị lấy chỉ xỏ Kim không? Thấy không? Ý tôi là vậy đó. Ai biết cái mặt ông Giang thấy mẹ. À, bữa nay tôi qua đây thăm chị. Ờ. Với lại có đem chị cái này nè. Cái gì đây? Bảo đảm chị thấy là chị cái mê. Lần nào qua cũng quà cáp hết trơn trọi vậy anh. Ừ, bảo đảm chị thấy chị mê liền. Cái đó. Gì đây? À. Qua tờ mê lồn. Qua tờ. Quá. Cái gì vậy ông nội? Cái gì? Đưa cái gì vậy? Watermelon. Cái nước gì gớm vậy? Nước gì gớm? Đưa coi, cái này làm sao, à, cái này ông thích chứ tôi đâu có thích. Water là nước nè, melon, nước melon mà, nước melon tôi uống đâu có được, nó xuống máu ông ơi. Cái gì melon? Đây là dưa hấu. Mà tiếng Anh ta đọc là watermelon. Tôi nói cái melon còn đỡ, ông thêm cái dấu vô cái ớn ờn không? Cái chữ nào nó viết mẹ ghi chữ dưa hấu nó đẹp hơn chết rồi, water nghe. Bà nó có đầu óc bà không, nào ông nghĩ bậy bạ không à? Ờ, cái đó ông uống thì tôi không dám uống à. Mấy đứa nhỏ đâu rồi? Nó đi làm hết rồi anh ơi. Vậy sao hổng rồi chị không có đi đâu chơi sao? Thôi, đi bị thấp khớp đi ra đường đi mệt quá, không đi nổi. Tôi nói chị nghe, mình qua đây ở nhà hoài không có tốt đâu. Giống như tôi nè, thấy không? Già từng tuổi này mà vẫn còn đi nhảy đầm exercise. Thấy không? Chị phải đi ra đập nhảy đầm cho thể thao cho nó vui. Không, nói anh đừng cười tôi chứ nhảy cái kia tôi không nhảy nổi thì nhảy đầm. Nhảy gì? Thể dục dưỡng sinh đó. Bỏ lâu rồi. Thôi, nếu mà chị nói vậy thôi thì thiệt là tiếc quá đi. Sao vậy? Kỳ này Thúy Nga có tổ chức cái gì đó gọi là nhảy security gì đó. Thôi chuyển chọn security hả? Anh đàn ông anh làm cho tôi làm gì? Stability. Là gì? Là những người nổi tiếng á. Thì nói mẹ nổi tiếng cho rồi stability ai biết đâu mà tôi mới qua mà tới dùng cái trừ từ chi ác ôn nghĩ không biết. Nhưng mà vậy sao không tôi không nhảy được đâu, anh đi tìm người khác đi, tôi nhảy rồi mất công tôi với anh biết lòng. Là gì biết lòng tổ tị với tôi mà quen tôi nói thì chính cái chỗ quen biết tôi mới sợ biết lòng. Đâu có gì nó không biết lòng. Đỡ vậy. Ừ. Đó nghĩ sao nhảy mà không nhìn mặt thằng anh mà nhìn cái gì không? Hả? À, tôi nhảy mà tôi không nhìn mặt thằng anh mà tôi nhìn mặt thôi thôi ghê á. Chị bị gì vậy? Tôi bị thấp khớp. Thấp khớp đứng thẳng được hả? Không được. Trời ơi tiếc quá. Vậy kỳ này không biết làm sao mà... Anh quyết định đi thi cho Thúy Nga hả? Ờ, giải thưởng lớn lắm. Nghe thi Thúy Nga tôi cũng tỉnh táo lên liền. Nhưng yên tâm đi, nếu anh đi thi tôi sẽ gửi anh. Cái gì? Tôi quen hết. Sao vậy? Thúy Nga là ruột của tôi mà. Tôi sẽ viết cái giấy giới thiệu cho anh. Anh tới anh chưa thi người ta chấm anh đậu rồi. Chờ tôi đi nghe không? Chờ tôi nghe không? À, lẹ nha. Chờ tôi chút đi. Không ngờ bà bị nặng dữ vậy ta. Hồi xưa đâu có lưng đâu có dữ vậy. Nhưng mà kệ, bà này mình nghe đồn là bà hồi xưa bà cũng đã nhảy đầm rất là giỏi. Ráng coi coi bà làm cái gì đây. Xong chưa chị? Chị ơi, xong chưa? Chờ tôi chút. Ừ, chạy lên nha. Đi ra đằng trước.
cái bộ bà ba kia tôi cho anh đi đằng sau được, cái bộ này phải cho đi đằng trước, đi đằng sau ông đĩa hàng tôi hả? Thôi bà, đừng có nằm mơ. Cái hàng là ai thèm đĩa? Giờ làm sao? Bây giờ muốn nhảy phải không? Anh đu tới đâu tôi đu tới đó à. Thi cho ai chứ thi cho Thúy Nga là quốc à. Tại vì tôi coi nhạc Thúy Nga hàng ngày mà coi nó trẻ ra nè. Rồi rồi, giờ tôi chị tập nhảy nha. Trời, anh mai bộ đồ giống đấu bò quá ha. Đừng nói tôi để làm con bò cho anh đấu nha anh. Chết à, không được à. Đây. Trời ơi, romantic quá. Cái ý cái này cầm làm gì? Ngậm vô, mình tập nhảy. Ngậm à? Ngậm gì cốt vậy bà? Người ta còn trẻ, người ta còn có răng, người ta cắn tôi ngậm cái nú không ông nội. Bây giờ có nhảy hay là không? Nhảy, ngậm vô đi. Nhảy thì mở nhạc lên coi. Bắt đầu nha. Rồi. Giờ nó vậy mẹ trước coi. À quên quên nè, quẹo quẹo cái chân lại, quẹo quẹo lại đó. Yep. Ghê quá. Vô coi. Trời ơi, sao nặng quá vậy bà? Mới mập lên mà. Trời ơi, chơi nhạc này hát tôi chơi luôn với ông à. Bà làm cái gì vậy? Đâu bò? Có bò hả? Không phải hả? Bà biết tôi không bò hả bà? Ờ tao bò, bò, bò. Nhảy tiếp hả? Đi. Woo. Đây. Woo. Trời là những chuỗi ngày sầu lo, tình là những bên mơ mộng mơ. Ôi trời ơi, sao ông không đưa tôi vậy nhảy? Ôi, thấy sao tôi đưa? Bà nhảy tùm lum mà. Thôi đứng lại. Ông nhảy đàng hoàng coi. Đây nè. Lát nè. Khi yêu nhau tuy xa mà gần, cớ sao hãy sống cho tình yêu, sống trong lòng anh khi tôi còn say. Lò hát, lò hát. Hả? Lò hát. Đỡ nổi không? Đỡ không. Không nổi. Đỡ. Không nổi đâu. Lo. Cười lên đi. Trời ơi, cười lên đi. Cười lên. Cười làm gì? Hả? Tôi mệt bà quá. Tôi kêu bà chui qua đây, chàng qua húi. Không, tôi biết rồi, nhưng mà ông đỡ không nổi. Ví dụ như người ta thọt vô vậy phải có người đỡ cho nổi. Ông đỡ không nổi, ông bỏ tôi vô, tôi bật rộng tôi chết sao? Thôi bò mẹ ra vậy chắc ăn hơn. Mình già rồi mà. Ông đu làm sao lợi thì dân rồi Tuấn Hùng phải không? Nhưng mà mình có cái giải lão niên, hiểu không? Có giải đó thì được. Sao? Tôi nói ông nghe nè. Sao tôi thấy kỳ này nha, ban giám khảo chấm toàn nhạc quê hương được điểm cao không? Vậy 40-40 là Hương Thủy với Hương Lan. Lát nữa tôi đi thi tôi không lấy tên Kim, tôi đổi tên Hương luôn. Hương. Hương Hồn. Cái tên thi gớm quá vậy bà ơi. Đó thì vậy đó, Nguyễn Cao Kỳ Duyên sẽ lên giới thiệu sau đây là sự xuất hiện đi thi của Hương Hồn à. Thôi bây giờ vậy nè. Hả? Dầu gì tại bữa nay mình mới tập, mình chưa có nhiễm. Bây giờ đi về nhà tôi đi. Rau rau. Rồi tôi tập thêm cho bà rồi mình thi. Rau rau. Nè, tôi hỏi bà nè. Bà có quen biết ai trong cái nhà không? Yên tâm đi. Tôi đi thi là có người chống lưng rồi. Hả? Ai vậy? Nguyễn Hưng. Bà con thân với tôi lắm. Thân không? Rất gần. Gần cỡ nào? Chị vợ của thằng em rể thằng bạn tôi là có coi băng Nguyễn Hưng rồi. Nói lại.
chị vợ của thằng em rể bà bạn tôi là có coi đĩa của Nguyễn Hưng rồi. Gần không? Thấy gần không? Gần quá. Nó sát cái tivi mà. Tôi nói thiệt với bà nha, từ đây mà tôi chạy ra tiệm thứ Nga tôi mua dĩa Nguyễn Hưng còn lẹ hơn bà nữa. Trời ơi, gần gì mà gần kỳ cục vậy bà? Có gì đâu thì tôi nói vậy thôi. Nhưng mà mình đi thi á, là ăn thua là cái khả năng của mình. Đúng. Có nhiều thì nhiều. Ừ. Được chưa? Rồi, bây giờ đi. Rồi đi. Lấy cho tôi cái cây gậy coi. Chi vậy? Rồi, tôi thấp khớp, tôi đứng hầu tôi mệt ông ơi. Để tôi xếp cái ba đì lại tôi đi dễ đi hơn. Trả về vị trí cũ. Yêu cầu ông đi trước nha, ông đừng đi sau, ông đĩa hàng tôi hoài nghe ông nội. Đi ngõ này nè bà. Ờ, đi ngõ này hả? À. À, thôi đi nha, em đi ơi, em đi ơi. Sắp bị nhà băng kéo rồi gì? Ôi trời ơi, việc ấy bà lo như kiểu lo bò trắng răng ấy. Ở Mỹ này gần 2 triệu cái nhà nó sắp lôi, chứ có phải mỗi nhà bà đâu mà lo. Gớm nhà tôi nó cũng sắp lo, nó kéo mẹ nó rồi đây này. Nhưng mà nhờ tôi là thầy, tôi cao tay ấn nên tôi giữ được nhà. Hả? À, không có gì. À, sao? Yên tâm đi, ngày mai cứ đến nhà tôi vẽ cho một lá bùa, bà về bà dán trước cửa nhà bà, nhà băng không bao giờ để đưa xe đến lôi nhà bà đi đâu, nó đóng cái cọc nó bán nhà cho người khác thôi. Không, nói thế đùa với bà chị cho vui ấy mà. Thế mà cứ đến nhà tôi đi nhá. Ừ, mang 300 đô. Cái gì? Gớm khổ, mỗi tháng bà phải trả tiền nhà hết 3.000 đô, tôi thì giữ cái nhà cho bà, tôi lấy một lần có 300 đô mà. Đừng than với thần thánh nhá. Ừ, cứ thần thánh mà mình rộng rãi bao nhiêu thì thần thánh cho lại mình bấy nhiêu. Vâng, cứ thế đi nha. Nếu tốt hơn thì cứ mang 600 hoặc 900 nhá. Vâng, vâng, thôi chào bà chị. See you tomorrow. Chào thầy. Chào bà chị. Vâng. Dạ, dạ, chào thầy. Ôi, nghe thầy nói như vậy thì chắc bùa của thầy linh nghiệm lắm nhỉ. Thú thật với thầy, con không có tin. Nhưng mà mình sống ở Mỹ mà thầy. Không tin thì vác xác lên đây làm gì. Mình đi là mình phải có lòng tin. Bùa ngải cũng thế, thần thánh cũng thế, mình phải tin. Đấy, thờ thì dễ mà giữ lễ nó khó. Chị phải tin như thế thì mới được. Dạ. Tôi nói cho chị nghe, chị đừng có nói ở Mỹ mà người ta không tin bùa ngải đâu nhá. Sao thầy? Đây này, chị có thấy bao nhiêu người lính ra trận đi đánh ở Iraq đấy. Dạ, vâng. Nó đeo cái nanh heo, đạn bắn không trúng. Thì ra là mình, nếu mà lính Mỹ họ đeo nanh heo thì đạn bắn không trúng phải không thầy? Chính xác là thế. Thế tại sao con thấy lính Mỹ chết cả 4.000 người trong cái trận mà Iraq á thầy? 4.000 người đấy nó chết là tại đạn bắn trúng đầu trúng tim, có trúng nanh heo đâu. Nanh heo là bùa mà. Thì ra là như vậy hả thầy? Ờ. Thôi, nhưng mà thầy ở Mỹ ấy, mình sống ở Mỹ, con nghĩ Mỹ, người Mỹ họ không có tin dị đoan. Này, tôi nói cho cô nghe nhé, cô đừng có nghĩ cái thế là cô sai lầm. Thật tình á, nhưng mà mới ngày hôm qua con có nghe người ta mách về thầy. À, trong lòng con thì cũng bán tính bán nghi, nhưng mà nghĩ thôi, cứ tới đại thầy xem cái thầy giúp được cái gì hay không. Yên tâm, cứ tới nơi là tôi giúp. Vâng. Nhưng tôi nói đây không phải là tôi tự bào chữa cho tôi là tôi hay, tôi giỏi. Dạ. Nhưng cái bùa ngải nó linh thiêng là thật sự. Bởi vì sao cô biết không? Sao, sao thầy? Đây này, ứng cử viên tổng thống đấy mà người ta còn phải dùng đến bùa ngải đấy. Ôi dồi ôi. Để người ta vận động tranh cử đấy cô ạ. Ôi dồi hay. Ứng cử viên tổng thống Mỹ mà còn phải kiếm bùa của thầy à? Đến nhờ tôi đấy. Thế chắc có phải là ông Obama không thầy? Obama chứ Obama. Ở tiểu bang nào sang đấy? Dạ con ở New Orleans. Thảo nào cứ nói cái ốc là ố mà cái kiểu đấy. Nói về đây này, tôi nói cho cô nghe, cái đấy ông không dùng bùa mà ông dùng ngải nói. Ngải nói ông mới ra, ông nói chuyện, ông thu hút hồn người ta để người ta dồn phiếu cho ông ấy. Thế à thầy? Đây, còn cái này là trong cộng đồng Việt Nam. Ôi dồi, cộng đồng Việt Nam mình, sao thầy? Giấu kín lắm. Tôi là đây cái chữ tận tâm,
kết quả uy tín kín đáo là nằm hàng đầu tiên, đếm từ dưới lên kín đáo. Dạ vâng. Nhưng mà mình là uy tín đấy, dạ vâng. Mình phải giữ kín đáo cho người ta là bởi vì sao? Người ta làm như thế người ta đâu có muốn ai biết. Đây là cộng đồng Việt Nam nhé, tôi kín đáo vô cùng, ngày hôm nay tôi mới nói cho cô biết đây này. Vâng. Ngày hôm nay tôi mới nói cho cô biết, rồi vài triệu người sẽ biết sau này. Ủa tại sao lại vài triệu người biết thầy? Mai mốt bằng đĩa nó ra thì biết. Đây này, cái người này nổi tiếng lắm nha. Ông Nguyễn Ngọc Ngạn đấy. Ai thầy? Ông Nguyễn Ngọc Ngạn, ông nhờ ngải nói của tôi mà ông làm MC mới thành công như thế. Nói như thế thôi, cô có tin thì tin, cô không tin thì thôi, nhưng nên tin hay hơn. Thầy nói thế là ngải nói là có thật hả thầy? Có, tôi nói cho cô nghe, nhiều người người ta dùng ngải nói để người ta đi mượn tiền đấy. Có nhiều người biết là cho mượn không bao giờ nó giả nhưng vẫn cho mượn. Đấy. Cũng may, may là ngày hôm nay con tới gặp thầy, thầy nói cho con biết để con đề phòng. Nhưng mà thầy à, con muốn hỏi thầy ấy, bùa ấy, có linh nghiệm không thầy? Tự vì ấy, con có nghe người ta bảo rằng là có nhiều ông già Việt Kiều ấy, gần xuống lỗ rồi, hốt hết tiền của mang vào Việt Nam, bị con gái trong ấy nó dụ hết sạch vì chúng nó xài bùa yêu, phải không thầy? Tôi nói cho bà nghe, bùa yêu nó cũng như thuốc vai ra ấy. Bây giờ đấy, gặp cái mặt bà đấy thì mấy ông ấy còn dùng thuốc, là bà phải xài bùa thì mấy ông nó mới hấp dẫn được mấy ông ấy. Chứ còn về Việt Nam nhiều con nó trẻ đẹp cần chó thì phải dùng bùa. Thì con cũng biết thân biết phận của con nên hôm nay con tới kiếm thầy. Con muốn xin thầy một đạo bùa yêu ấy, loại mà super cực mạnh ấy, để con giải quyết chuyện tình cảm của con. Yên tâm đi, trước khi tôi làm bùa cho ai, làm phép cho ai, tôi hay nhìn người lắm. Dạ. Nhìn mặt cô thì tôi phải dùng cái loại bùa mà super king size ấy. May ra còn quyến rũ được một thằng nó rốt rốt, hiểu không? Thầy. Chứ yên tâm, cái đấy thì tôi sẽ chọn cho cô, nhưng mà quyến rũ thằng nào đây? Dạ, thằng chồng của con. Ô, thế là thế nào? Thì thằng chồng của con ấy, nó chán con nên con muốn tới kiếm thầy để xin thầy một loại bùa cực mạnh để lôi nó về lại với con. Nó liên nó tự ly dị với cô à? Không, sự thật mà nói ấy thì con bỏ nó trước. Tự thằng chồng nó ngu lắm, nhưng mà không ngờ khi mà con đi với thằng khác, cái thằng đấy còn ngu hơn nó đấy, nên con muốn trở lại. Nhưng mà không ngờ khi con trở lại thì nó chán con rồi, mặt nó cứ lạnh như tiền ấy. Mẹ nó chưa đập vào mặt mày là may lắm rồi. Thầy, mày bỏ nó mày đi, đến lúc mày quay về nó còn mình đòi cái mặt nó nóng hả? Nó mà nóng lên nó còn vác búa nó đập cho vào đầu mày. Thầy, điên con thì điên rồi. Nhưng mà hai đứa sống được bao lâu rồi? Dạ được 7 năm rồi thầy. 7 năm cơ? Vâng. Thế thằng này cũng thuộc hạng can đảm đấy. Thế bây giờ thế nào? Vâng, nên con muốn xin thầy ấy, một đạo bùa yêu để con kéo nó về lại với con. Ơi, thế thì cũng được. Nhưng mà thầy, thầy tính bao nhiêu tiền vậy thầy? Thần thánh thì không có nói đến tiền bạc nhá. Dạ. Tôi không thích nhắc đến tiền bạc. Ô, thế là thầy làm free phải không thầy? Free thì cũng không phải là free. Nói đúng ra thì thần thánh mình ăn cây nào mình phải rào cây đấy. Mà dạ muốn vâng. Làm rào thì phải bỏ tiền ra mà làm, có hiểu không? Dạ vâng. Cái gì bây giờ cứ molly thoát. Dạ. Thế bây giờ đấy, cứ deposit cho tôi 500 đô đi. Ôi trời, thế cái gì mà tới 500 đô đắt thế? Thế mà tốn 500 đô thôi thả con khỏi yêu còn đỡ hơn thì thầy ơi. Hay cái cô này, hay nhỉ. Bây giờ cô bỏ cái 500 bạc, cô hốt về một thằng nó làm tôi mọi cho cô cả đời, còn sướng bỏ mẹ rồi còn gì. 500 đô mà còn chia đắt. Thôi thì thầy nói vậy thôi, con cũng xin nhờ thầy giúp con chuyến chứ còn thật. Đấy, tôi nói là tôi thương lắm mà tôi mới giúp đây. Tôi nghe cái chuyện này tôi cảm thấy tôi làm mà tôi áy náy với lương tâm. Thầy, không phải là áy náy với cô mà áy náy với thằng chồng thầy, cô ấy. Này thầy, đếm đi. Đủ nhá thầy. Con mới lấy ở ngân hàng về đấy. Không, tôi biết rồi, lấy ở ngân hàng tôi phải thử cho chắc ăn.
Nếu nó giả một tờ lấy đâu ra tôi đắp vào cho thần thánh, không phải tôi ăn đâu. Thế bây giờ diện mạo của chồng cô thế nào? Dạ, ba chén chè, ba ly nước. Ô, còn thừa một chỗ lại quỳ. Dạ, mặt nó tròn vằn vặn như cái mâm đấy thầy. Nó diễn tả mặt chồng nó mà nó ba ly nước, ba chén chè. Tôi tưởng cúng cái gì, ý là thằng chồng mặt tròn vành vạch cái gì? Dạ vâng. Rồi còn cái gì đặc biệt không? Ờ dạ, còn một hạt đỗ đen quanh vành mồm. Hạt đỗ đen quanh vành mồm? Vâng. À nó ruồi à? Dạ vâng. Sao nó diễn tả cái này mình coi trên ba di bai lai mình thấy giống như là thằng Chí Tài ấy nhỉ? Thầy nói con mới để ý. Nó có giống thằng này không? Ôi giời ơi, thầy bói hoài quá. Giống y như Khuân vậy thầy. Rồi, thế mới gọi là thầy hay. Vâng, vâng nhưng mà thầy cái này thì để vào đâu đây thầy? Bây giờ mình... đem cái này về. Vâng. Đấy thì gấp lại bé bé thôi. Dạ. Để đeo nó. Vâng, mình đeo ở đâu vậy thầy? Có phải đeo trước ngực không thầy? Đeo vào hai cái quả núi đấy thì nó kẹp thần thánh cho chết à? Thầy! Thần thánh nắm mà lựa chỗ thoáng thoáng chứ. Cái nào nó cũng đẹp đẹp thế kia thì thần thánh có mà ngộp thở. Vâng. Đây này, không có đeo ở đấy. Đeo ở đâu vậy thầy? Bây giờ phải đeo ở lưng quần. Vâng. Đấy, đeo ở trong lưng quần đấy. Vâng. Mà nhớ là tôi dặn nha, nếu không dạ. Quần ngải nó không linh là đừng có đi trách tôi. Dạ. Đeo như thế đó, đi tắm cũng không được tháo ra đâu. Ôi trời, nếu mà không tháo ra thì nó rớt hết thì sao? Vẫn rốt gì mà rốt lắm, thì lấy cái bọc ni lông ấy, rồi khâu nó lại. Vâng, vâng, vậy để con lấy. Mà nhớ này, vâng. Cái này dặn mới quan trọng. Dạ. Nhá. Cô về đấy, càng giảm tắm bớt thì càng tốt. Dạ vâng. Đấy. Dạ bao lâu mới được tắm thầy? Một tuần cũng được, còn nếu tốt hơn là 3 tháng không tắm. Đấy, xong rồi đấy, lúc ăn là phải kiên cử. Dạ. Không ăn được thịt. Vâng. Nhá, tất vâng. Cả các loại thịt không được ăn, chỉ ăn seafood thôi. Dạ vâng. Mà seafood là phải kiêng 4 thứ. Vâng. Là ngao, sò, ốc hết. Dạ vâng. Chỉ ăn là cua giang me, tôm hùm và ốc vòi voi. Chết bỏ mẹ rồi, mấy cái thứ này đắt tiền, có tiền đâu mà ăn những thứ đấy. Thần thánh nó ăn nhiều vào thì nó mới có sức khỏe, nó đi giúp cho cô chứ cái này. Này, nhưng mà kỵ cái này này nhá. Kỵ gì thầy? Nhớ là không ăn sò huyết, không ăn sò lông nhá. Dạ vâng. Mình đeo cái này nó kỵ cái đấy. Vâng, con nhớ rồi. Vậy là cấm tất cả các thứ, nhưng mà chỉ được ăn 3 món thôi là tôm hùm, cua giang me với lại ốc vòi voi. Ừ. Dạ vâng. Vậy thôi mày con đi về nhá. Để con làm cho bùa nó linh nghiệm nhá thầy. Ừ. Vậy con cảm ơn thầy nhá. Ừ, không có gì. Dạ vâng, con chào thầy. Vâng, vâng, chào cô. Ai đây nữa rồi? Alo. À bà chị à. À vâng, tôi nhớ rồi. À thì phải là cái cô mà hôm trước lên đây là xin tôi cái bùa về để chữa bệnh ung thư cho chồng không? Ừ, bệnh viện chạy hết chỉ đến tôi là đúng thôi. Ông ấy thế nào rồi? À, chết rồi à? Đấy là do bà. Tôi đưa cái bùa về tôi bảo là chồng bà phải đeo 3 tháng thì nó hết ung thư. Thế bây giờ mới có 2 tháng nó vật ngửa ra nó chết có phải tôi đâu. Bà đổ thừa như thế không đúng. Cái gì nó rõ ràng. Bây giờ bà cứ bắt chồng bà sống cho đủ 3 tháng xem. Nếu mà nó chết á, sau 3 tháng mà nó chết tôi chịu trách nhiệm. Bây giờ mới 2 tháng nó chết là tại vì nó thích chết. Cái gì? Giả tiền lại á? Xin lỗi đi nhá. Chồng bà bệnh mấy năm rồi đi lên bệnh viện nó khám tới khám lui trả bao nhiêu tiền bây giờ bà đến bà đòi nó được không? Vớ vẩn. Cúp đi. Cúp dai ở quay. À chào anh. Dạ chào thầy. Dạ vâng. Thầy đây có phải là master thạch cao chuyên về bùa ngải không ạ? Yes. Dạ. Master thạch cao chuyên gia bùa ngải thưa em. Dạ. It's me. Dạ. Tại con hỏi về thầy
con biết là người Việt không có họ Thạch. Thầy có phải người Việt không vậy? Nhìn mặt này không người Việt người gì. Tôi là người Việt, nhưng ngày xưa tôi tầm sư học đạo tận Nam Vang cơ. Dạ. Thì sư phụ tôi là họ Thạch. Dạ. Anh có biết cái dòng họ Thạch nó không xuất phát từ Việt Nam mà nó xuất phát từ Ấn Độ. Anh có nhớ chuyện Thạch Sanh Lý Thông không? Dạ dạ biết. Đấy, Thạch Sanh Lý Thông. Dạ. Sau này á thì Thạch Sanh mới sang bên Nam Vang. Dạ. Rồi từ Nam Vang mới chuyển về đây mới có ông Thạch Sanh ở Việt Nam. Tôi cũng thế, tôi sang Nam Vang tôi tầm sư học đạo. Sư phụ tôi họ Thạch. Dạ. Tôi lấy họ Thạch. Dạ. Dạ, sư phụ của thầy tên gì vậy thầy? Sư phụ tôi là Thạch Sùng. Dạ. Tôi lấy tên Thạch Cao. Thạch Xanh, Thạch Sùng, Thạch Cao. Ủa sao thầy không lấy tên là Thạch Chè cho dễ nhớ? Vớ vẩn. À mà thầy ơi, hồi nãy thầy nói ở Campuchia là nổi tiếng là có nhiều pháp sư chuyên về bùa ngải thư ếm á thầy. Ủa vậy hồi cái Khmer Đỏ mà giết cả triệu người Miên á, sao không thấy ông thầy nào ra tay thư một vài thằng Khmer để cứu dân? Lúc đó nó cũng chạy bỏ mẹ nó rồi. Có ông nào tỉnh táo đâu mà. Thôi thì chuyện đấy chuyện của người ta, nói làm gì. Dạ dạ, dạ con biết rồi. À vậy có, nói tóm lại, thầy là người Việt gốc cây. Ai ai dạ không, gốc Miên. Dạ. Dạ, cho con hỏi thăm sư phụ của thầy còn sống không ạ? Anh đừng nhắc đến sư phụ tôi. Sao? Mỗi lần nhắc đến sư phụ tôi muốn rơi cả nước mắt. Sao vậy? Sư phụ tôi bây giờ quy ẩn rồi. Gác kiếm quy ẩn rồi. Kiếm đâu nữa mà gác. Ủa sao vậy thầy? Ông ấy già lắm rồi, nghe mà đau lòng. Sao vậy thầy? Ông ấy năm nay cũng 70 rồi. Dạ. Ông mới thử làm cái bùa yêu đấy. Dạ. Rồi chính ông ấy đứng ra, ông ấy thử cho bản thân ông ấy. Mới dùng được 2 ngày, gái ở đâu nó tấp tới nườm nượp. Thế là trong vòng 1 tuần ông ấy ngồi xe lăn luôn. Yêu thế nào mà vật ngửa ra ngồi xe lăn. Thế bây giờ đang vào trong nursing home rồi. Rồi để từ nursing home ra funeral home cho nó tiện. Vậy tiếc quá. Không biết là sao mà con cái chuyện con vậy phải có thầy cao tay ấn mới giải quyết được. Anh buồn cười, anh yên tâm, tôi học hết tất cả các phép màu của thầy tôi rồi. Dạ thầy. Tôi giúp anh được. Dạ. Dạ vậy thầy giúp cho con xin một đạo bùa yêu đi. Để cô gái phải không? Dạ. Nhìn mặt thế này là biết mày dê dữ lắm rồi. Dạ không có. Đang máu à? Không có. Con xin là để cho vợ con đừng có thương con nữa. Thế là bùa chống yêu. Dạ. Thế bây giờ để xem. Ây, thế vợ chồng thế nào? Nói cho tôi biết xem. Dạ chuyện nó vậy. Vợ con nó chê con trước. Cách đây 6 tháng nó bỏ nhà đi. Mấy ngày đầu thì con cũng nhớ nó lắm. Nhưng mà bây giờ con không nhớ nữa. Bây giờ con muốn xin một đạo bùa để cho nó đi luôn đi, đừng có quay lại. Đấy là bùa chống yêu. Làm bùa yêu thì nó rẻ, bùa chống yêu nó lại khác. Dạ. Bùa chống yêu thì thôi anh để bà giết cho tôi 600 đi. 600 mắc quá vậy thầy? Trời ơi, nếu mà mắc quá chắc con phải cắn răng nó lại vợ con quá. Tiếc làm gì, gớm khổ. Dạ thầy. Exactly. Dạ. Đây ngồi chờ tôi. Nhanh thôi. Cái này đây bùa, bùa đây là yêu này. Chống yêu thêm cái màu nó ảm đạm tí. Đấy. Yeah. Mình phải úp lên đây. Thế bây về giờ về để cắt đôi ra. Yeah. Nhá. Rồi đeo vào. Dạ đeo trước ngực hả thầy? Đeo vào lách ấy. Trời đất ơi, cái bùa gì mà phải mổ đeo lá lách ghê vậy thầy? Còn cái lách lại. Lâu lâu nó mới ngọng một tiếng mà. Nói nhanh là nó bị thế. Cái nách tôi dạ, nói dạ. Được nhưng mà nói chậm tôi nói được, nói nhanh cái lách đấy. Dạ. Bây giờ đây đeo vào đấy rồi chờ tôi tí. Dạ. Anh thì phải trì nó phải mạnh hơn thì mới được.
Này, đây đeo vào cổ. Về phải đeo cái đấy và đeo hai cái bùa và cái tỏi này suốt 3 tháng không cần tắm rửa. Đấy, mà nếu mà có tắm ấy, thì không ta phải tắm bằng nước nha, không được tắm bằng nước. Tắm bằng gì thầy? Tắm bằng giấm. Hả? Tắm vậy chua lét sao chịu nổi thầy? Mẹ như thế mà còn cãi cái gì nữa. Bây giờ tắm thì tắm bằng giấm, đeo tỏi như thế. Mấy ngày không tắm, cả năm không tắm đi. Con nào nó dám đến gần. Chưa gì đã anh thấy linh nghiệm rồi, thấy chưa? Ôi thầy ơi thầy, thầy ơi thầy, thầy ơi thầy. Hồi nãy thầy dặn con là đeo cái lá bùa này ở lưng quần. Nhưng mà không biết là đeo cạn hay đeo sâu vậy thầy? Bà phải vận dụng trí óc, bà đeo như thế nào mà nó không nhột nhạt cho bà và không kẹp thần thánh là được rồi. Dạ vâng. Anh Giai xong rồi, anh Giai. Ôi ôi rồi, sao mà nhìn thấy quen thế? Anh làm gì ở đây? Hèn chi em chạy về nhà, em không thấy anh ở nhà. Anh làm gì lại đây? Ô, hóa ra hai người biết nhau à? Dạ không, chồng con đấy thầy. Câu này á, tôi hỏi bà đúng hơn á. Bà tới đây kiếm thầy Thạch Cao làm gì hả? Bà tới trước tôi nữa mà. Thì thầy Thạch Cao là chuyên trị về ở bùa ngải. Về thầy, thì em tới em kiếm thầy. Để thầy cho em cái lá bùa yêu để cho vợ chồng mình sống với nhau. Trọn đời tới ngày răng long tóc bạc. Thầy ơi, kẹp trong nách rồi sao nó bùa chưa ứng nghiệm? Nó còn thương con kìa. Mày kẹp vào nách mày phải chờ nó lên cái độ nóng rồi thần thánh mới thức giấc chứ. Mày mới mà kẹp xong rồi linh nghiệm ngay là sao được. Anh ơi, hay nhà mình còn nhiều tỏi lắm mà sao anh mua tỏi lắm thế này để làm gì đây? Trời ơi, thương vợ lắm, gớm khổ thương vợ. Bảo vợ con thích ăn nem, con phải mua thêm tỏi về cho vợ con ăn nem, gớm thương chưa chứ lì. Trời ơi anh ơi, trời vậy em đâu có ngờ là anh thương em như thế vậy. Thôi, sự thật mà nói trả cho thầy 500 đô thì cũng tiếc lắm. Nhưng mà nhờ 500 đô mà vợ chồng mình thương nhau vậy. Thôi con cảm ơn thầy nha. Xin đóng lên, tôi chưa ăn tiểu kiệm. Trả được con 600 đô á. Không thôi tôi trở lại Thạch Cao thành Thạch Vũ á. Thôi. Tiền vào túi tôi thì đời nào tôi trả lại. Xin lỗi các người, thì các người chỉ cần nhìn cái tận tâm uy tín mà để một chữ thù lù thế này mà nó không thấy. No refund, no exchange. Cần cho gì phải dùng bùa, bùa là tôi đây này. Uống 3 tất lưỡi thôi, đấy, đã dụ được 1,000 mốt. Thế là trong vòng 1 tháng nay mình vẫn không sợ nhà băng đến kéo nhà. Đấy là cái bùa hay nhất của tôi đây. Bùa đây này à. Vô đây, vô đây. Theo anh. Để anh chỉ cho em. Đây nè, là cái ghế mà mỗi lần ngày xưa anh nhớ em đó. Anh ngồi đây, anh nhắc lại ôn lại những kỷ niệm đẹp của thơ mộng của anh. Ủa, con bắt rồi. Trời ơi, mới qua Mỹ có mấy ngày mà đi đâu cũng không đi sát mình trên lạc hoài. Em ơi, bé Mộng ơi. Anh ơi, giúp em với. Cái gì? Anh giúp em với. Sao vậy? Chuyện gì? Anh giúp em bịt mấy cái ống nước bị vỡ rồi. Trời ơi, ống nước nhà bị vỡ hả? Không, ống nước công viên. Ống nước công viên nó vỡ lung tung cả lên. Em bịt hết ống này nó lại thò lên ống khác. Bịt hết ống này nó lại thò lên ống khác. Em bịt mới được 20 mấy ống thôi. Còn bây giờ nó thò lên khắp nơi rồi. Trời ơi, cái đó là cái tưới nước tự động của người ta ông ơi. Khổ quá. Trời ơi, bịt bao nhiêu cái ống rồi? Em bịt được 20 ống rồi đấy. Trời ơi. Thôi anh thủ tiêu đi. Thôi. Nếu mà người ta thấy người ta bắt em chết. Trời ơi. Ôi thế em thấy nước nó xịt nó văng tung tóe, em tưởng lâu là vỡ ống nước. Ngồi xuống. Công nhận ơi. Nước Mỹ này cái gì cũng lạ với em anh nhỉ. Ừ. Anh nói cho em nghe, em mới qua đây á, em muốn học nhưng phải từ từ, nghe không? Anh. Thế hôm nào anh cho em đi học tiếng Anh nhá. Được. Em thấy Mỹ nói tiếng Anh ào ào em thích lắm cơ. Thế hôm nào anh cho em đi học tiếng Anh để em nói chuyện với người Việt.
mình chơi như thế nó mới sốc. Sốc quá rồi đó. Không, tại vì em á, em nói là nhiều khi em nói chuyện mà em nói tiếng Việt mà Mỹ nó không hiểu. Ủa sao vậy? Hôm đấy em đi từ phi trường Los Angeles em sang Houston này này à. Xong em vào em đưa cái vé cho nó. Xong mà em thấy một cái điều vô cùng vô lý là mình đã đưa cái vé như thế thì nó nhìn thấy mặt mình, đáng lý nó phải cho mình đi chứ. Đúng. Xong nó bảo ai đi. Xong em bảo là em đi. Rồi nó cứ nhìn em này, nó cứ trợn mắt nó nhìn em này, nó cứ bảo là ai đi. Xong bảo ô tôi đi. Xong rồi em nó cứ bảo là no, ai đi. Xong rồi tao đi. Em điên dần lên, anh hiểu không? Em điên dần lên, xong em lấy tiếng Việt ra, em dồn hết sức bình sinh, em chửi thẳng vào mặt nó. Thế tao không đi, tao vác xác ra đây làm gì? Thế xong nó lại nghe, nó không biết gì, xong nó lại rước một cái anh Việt Nam đến đưa cái passport em lên, thế là nó cho em đi. Trời ơi, em ơi. Thế mình đi mà nó chả hiểu là ai đi. Em nói vậy là em hiểu lầm người ta rồi. Sao? ID là bên này là cái thẻ có cái hình, là cái như là cái căn cước mình hồi xưa đó. Chứ đâu phải nó hỏi là em đi hay là ai đi. Ôi chết mẹ, thế là em nhầm nữa à? Nếu hôm nào anh mua cái vé máy bay cho em sang đấy xin lỗi nó nhá. Mình làm có lỗi là mình phải xin lỗi. Đấy. Ủa biết ổng đâu rồi mà xin lỗi. Ủa thế à? Thế không biết thôi. Em không đặt quá. Không cái vé. Nè. Vâng. Nè, anh nghe nói là trước khi qua đây á, em có học tiếng Anh phải không? Dĩ nhiên rồi. Bây giờ anh dặn em là phải học tiếng Anh. Thế là em phải tự động em học. Ừ. Bây giờ đó, kể cho anh nghe coi vài chữ coi có rành không? Ồ, dễ như không ấy mà. Ngày xưa anh nhớ không? Ở Việt Nam là em làm gì? Em là, nói chung là em đầu bếp chuyên môn nấu bún riêu. Đúng. Đấy. Thế là em học, anh bảo em á, học trước tiên là học cái gì? Học hello, goodbye, rồi học thứ ngày tháng. Đúng, đúng. Đấy. Thế là em mang hết cả đồ dùng ở trong bếp ra em học. 2 ngày thôi em học thuộc hết, không thiếu một chữ nào về thứ ngày tháng. Ủa, sao hay vậy? Nhớ nhanh kinh khủng nhá. Sao vậy? Đấy là ý của em đấy. Sao? Đây này, ví dụ như thứ hai, em khó nhớ quá, không nhớ là cái gì. Xong em vác cái mâm ra, đây mâm đây là thứ hai. Đúng không? Mâm đấy. À. Thế xong em vác hũ tiêu ra, em bảo tiêu đây là thứ mấy? Thứ ba. Đấy, thứ ba. Đấy, rồi thứ tư đấy là dọn dẹp đấy là West Day. West Day. Đấy, thứ sáu là cái gì? Thứ sáu là mang nguyên cái dao phay ra, phay đây là thứ sáu. Thứ bảy là phải rượu rắn. Sao vậy? Xà tiểu đây. Xà tiểu là rượu rắn đấy. À. Còn chủ nhật là sướng đây. Nghe thì thấy cười rồi đúng không? Nghe thì rất là buồn cười à. Nhưng mà rất là có lý. Đúng. Cứ em khuyên các chị nào ấy, cứ thứ bảy cho chồng uống xà tiểu đây là chủ nhật là sướng đây ngay. Em giỏi quá. Em nhá, em sang đây á cũng một lô tiếng Anh đấy. Nhưng mà có nhiều chữ em vất vả vẫn không hiểu. Em chưa hiểu phải không? Nó ngược hết với Việt Nam anh ạ. Ừ. Ví dụ. Đấy, ví dụ như là em là đầu bếp chính của cái gánh bún riêu của em. Đúng. Ví dụ Việt Nam là đầu bếp là nấu ăn. Còn bên này đầu bếp lại là sếp cức. Hả? Cái gì? Trời ơi, không phải gì đâu em ơi. Chip cook. Cái gì? Chip cook. Ồ, chip cook à? Ờ. Sao hôm nay cái chị kia, chị ở Mỹ mười mấy năm trời, xong rồi về chị, em hỏi chị ơi chị làm gì thế? Xong bà làm sếp cức. Em tưởng bà làm, em tưởng bà ấy làm trong công ty phân bón. Chắc cái bà đó cái miệng bà làm sao á. Em có biết đâu. Ờ, em đừng có nghe mấy người nói nghe không. Vâng. Nè, anh nói em nghe, bên Mỹ nè, chỗ nào mà vui á thì người ta kêu là fun. Ồ, thế bên Pháp vui hơn. Sao bên Pháp vui hơn? Bên Pháp đi đâu cũng thấy fun. Phân đầy đường ấy. Không phải. Phân đây là phân đi đó. Phân là vui đó. Thở chứ không phải cái đó em ơi. Sao em cứ nghe loáng thoáng. Ai biết đâu, em thì dân nhà quê nghe phân phân. Em tưởng đâu toàn thứ bón ruộng. Nè, anh nói cho em nghe. Dạ. Qua đây rồi đó ha. Anh đề nghị em nè, đừng có bận đồ bà ba với lại quần đen đi ngoài đường, nó kỳ lắm. Ô, anh buồn cười nhỉ. Đây là xứ tự do mà. Mình muốn bận gì mình bận chứ.
có việc phiền gì đến ai đâu nè. Miễn sao mình thấy thoải mái là được rồi. Thì anh biết rồi, nhưng mà cho nó hạt chứ cái bên này. Nghe không? Tướng em đó, anh nói em nghe nè. Đứng dậy anh coi coi. Đó, tướng em này dông dỏng cao như nè. Chân dài tới nách nè. Trời ơi, bận váy là số 1. Bận cái gì? Váy đầm ấy. Anh ơi, em bận váy bao nhiêu người đây ói ai hốt. Rồi ôi. Anh một cười chân dài đến lách nhưng cũng tùy chân. Gấm chân người ta phẳng phiu, chân người ta trơn lu. Còn chân em độc hoa không thế này. Gấm nào kiến cắn này, nào muỗi cắn này, làm ruộng này, phèn nó đóng này. Gấm bận áo đầm vào tổ tủi hổ cái áo đầm. Không, em biết lượng sức mình. Nè, anh cho tiền đi lột da. Ô, tự dưng đang ở Việt Nam làm người sang đây làm ếch à? Tự dưng lại đi lột da làm gì? Đâu phải lột da ếch. Trời ơi, lột da cái lớp da ngoài thôi cho nó đẹp. Thôi, tôi không lột đâu. Người tôi sống nhờ da, tôi lột hết da, tôi sống vào cái gì? Chả còn tí thịt nào protect cái xương cả. Thôi được rồi, tôi tùy em. Nhưng mà, để coi. Trời đất ơi, em rất là đẹp. Nhưng mà có cái bờ môi là chưa có đủ sexy. Anh cho tiền đi bơm môi. Thôi, em sợ lắm. Sao vậy? Thôi, em thấy cái tai nạn bơm mấy rồi. Bơm môi là mắc mớ gì tai nạn. Đây Việt Nam thì ham to đấy. Ai? Việt Nam ham to. Rất nhiều bà bơm xong còn xin tí. Xin tí. Hôm đấy em chứng kiến ngay tại chợ Sài Gòn. Ngay hàng cá luôn. Bà kia mới vừa vào bơm cái môi đến đây này. Môi trẻ đến đây này. Xong vừa bước vào hàng cá hỏi bao nhiêu ký lô. Con mẹ bán cá vỗ cho một cái bóp. Xong bà đứng bà hỏi ô con này sao tự dưng tao mua cá xong mày đánh tao. Nó cá người ta tươi thế kia sáng sớm bà trẻ môi thế này chó mùa. Trời đất ơi. Cái đó là tai nạn mà nó không có thảy ra thông thường. Thôi em sợ lắm. Gớm khổ. Em nhớ là em cứ thêm tí. Sau này hôm nào nó vỗ cho em nó đến bể mồm thôi mệt rồi. Em giữ cái mồm như thế này. Mồm em như đống thịt bò thế này anh chưa vừa lòng à? Thôi được rồi. À, tùy em. Vâng. Nhưng mà anh nói em nghe, kể từ ngày hôm nay. Vâng. Em qua tới đây rồi. Vâng. Thì em để cho anh lo cho em ha. Em không cần phải làm cái gì đụng tới móng tay em hết trơn. Không, móng tay em cắt hết rồi. Cho em làm đi. Em ở nhà em buồn lắm. Không. Anh ơi, anh phải cho em đi học này. Anh phải cho em học lái xe. Em phải cho anh học tiếng Anh. Anh phải cho em học cái nghề gì đấy. Để em làm, em giúp đỡ anh. Em không phải làm gì hết trơn ha. Mọi chuyện để anh lo, nghe không? Anh làm á, không đủ á, anh làm thêm mấy job cũng được. Em chỉ việc hưởng thụ, em ăn rồi nằm một chỗ cho anh. Ô, đang tự dưng đang người bình thường đi đứng đàng hoàng xong từ Việt Nam sang đây liệt à? Trời, không phải liệt, ý nó là em nằm ở nhà hưởng thụ thôi, không phải làm gì hết. Em thì em thích đi làm, em ở nhà em buồn lắm. Nè, em cần gì? Em muốn đi shopping cái gì? Mua sắm cái gì? Em muốn đi mua bất cứ gì? Anh đưa tiền cho em nha. Nè, nếu mà em buồn, anh cho em đi học nhảy đầm luôn. Được không? Ôi chết. Từ xưa giờ cứ trên bờ dưới ruộng nhảy xuống ruộng nhảy lên bờ. Bây giờ học nhảy đầm học thế chó nào được rồi ơi. Học cho nó đỡ buồn thể thao đó em. Thôi anh thích thì em chiều anh. Rồi đi nha. Khó tôi về nấu cơm ăn đi. Thôi bây giờ tối rồi về. Anh đem mấy cái bọc ni lông này cất đi. Xong ra gỡ hộ em mấy cái ống nước đang em đang cột lại hết rồi. Rồi mất thịt đi, nước hết rồi anh ạ. Rồi. Nhanh đi nhá. Tôi đã lầm đưa em sang đây để đêm trường nghe tiếng thở dài, ngồi đợi chờ em trong phòng vắng, buồn thì cười vui khóc như điên, biết bây giờ đang rước ưu phiền. Tôi đã lầm to. Tôi đã lầm. Tôi biết tôi lầm. Lầm thì lầm. Tôi đã lầm quá. Lầm thì lầm. Tôi đã lầm to. Tôi đã lầm. Lầm to. Ngày em đi vào phố rồi đêm đi nhảy đầm, ngày đi binh sập sáng,
lúc vào shop bình bò để nhà như cái nhà kho, thân tôi như là trâu bò. Rồi em mua, rồi em sắm, là đô la, là nước mắt, là công tôi miệt mài cài đêm ôi cài ngày để em có tiền sai quá. Tôi đã lầm theo anh sang đây. Nằm chờ chồng như con mèo đói, chồng làm về ngủ ngáy ô, muốn yêu chồng nó lại không cho. Em nói là sao? Em nói là em muốn yêu tôi mà tôi không cho. Chính xác như thế. Tôi đi làm 2-3 job tôi mệt tôi phải ngủ chứ, thấy không? Ngủ ngáy là chuyện bình thường. Ồ, có gì đâu mà em cầm lên. Nhưng mà ông không ngáy bình thường như người khác. Tôi ngáy sao? Nếu ông ngáy đều đặn thì tôi còn ngủ được. Thân xác tôi ngày càng còm cõi đi là tại vì ông. Gấm khổ bao nhiêu năm tháng để ở một năm trời để ăn bơ ăn sữa mà thịt không có toàn da với xương. Tại vì sao ông ngáy kinh khủng như người ta đâu. Ông ngáy mà đều đặn thì tôi còn ngủ được. Lâu lâu ông cứ bố thằng nào ngủ cho được. Thì tôi đi làm bả tôi mới ngáy ngáy như vậy. Ai bảo ông đi làm? Đấy, đấy. Bây giờ còn than thở mang tôi đây sang khổ à? Gớm. Khổ sao không lên tự viết bài mà hát, còn lấy cả nhạc ông Lam Phương chế lời lại. Tôi hận quá tôi phải làm chứ sao? Mới viết chưa có thụ kịp rồi. Mà tôi hỏi bà ăn mặc cái gì? Đêm khuya bà đi đâu vậy? Nhảy đầm. Hả? Tôi đi nhảy đầm. Bà đi nhảy đầm. Ngày xưa ông bảo tôi phải đi học nhảy đầm. Tốn 700 ngay ngày đầu tiên ông không chịu. Đến giờ tôi phải cố gắng lắm tôi mới nhảy được đầm đấy. Đấy, ông có nhớ cái 700 đấy không? 700 gì? Gớm khổ, ngày xưa tôi có mang được guốc cao gót đâu. Ngày xưa toàn chỉ guốc mộc thôi. Ông bảo mang guốc cao gót vào, vừa bước vào sàn nó làm xẹp thế này. Thế đi chụp x-ray đấy. X-ray đấy. Thế thằng Mỹ nó là bác sĩ nó lại quất cho 300 mà hình trắng đen, không thấy được cái gì. Đấy, rồi về nằm treo giò lên 4 hôm, 400 nữa là 700. Đấy. Còn tôi ăn bận như thế này để đi làm gì á? Ừ. Đi đánh tennis. Hả? Cái gì? Đi đánh... chơi jet ski. Trời ơi, đánh tennis mà bận đồ vậy hả? It's my style. Style cái gì? Hả? Sorry. Mà nghĩ sao mà bận đồ? Trời ơi, ba cái kim sa, kim tuyến đầy người hết trơn á. Ồ. Ông chả bảo là đi ra đường ông phải sáng mặt với người ta à? Thế này chưa đủ sáng à? Hả? Ông tưởng tôi mặc cái này sung sướng lắm à? Con người tôi chỉ như con nhái, thế này tôi phải na trên người bao nhiêu là hột, nó nặng bỏ mẹ ấy. Đây là không gồng là nó cong đến đây rồi. Đây là phải dáng ướng lắm nó mới sừng sững như thế này. Tôi hỏi bà. Gì? Bà đi đêm tôi không nói, ban ngày cũng vậy. Bà không lo dọn dẹp nhà cửa gì hết trơn, bà bỏ đi cả ngày. Bà đi đâu? Shopping. Shop. Ông bảo tôi là phải biết đi shopping, phải biết sắm sửa mới cho bằng chúng bằng bạn. Tiền ông để làm gì? Ông cầy 3-4 chóp làm gì? À, chả phải đâu để ông để cho vợ ông xài à? Thế thì tôi đi shopping, ban ngày đi shopping, tối đi casino, buồn buồn đi nhảy đầm, thế thôi. Cho là cái đó là cái ý kiến của tôi. Mà lúc đó tôi thấy bà mới qua, ha, tôi sợ bà buồn tôi mới nói như vậy thôi. Nhưng mà tôi đâu có ngờ bà thay đổi 360 độ. Ăn muốn... quen nhịn không quen. Đó là tại ông. Tại tôi à? Tất cả những gì tôi có ngày hôm nay là tại ông. Ông bảo tôi thay đổi à? Chứ đây này. Ông nhìn đi. Ông nhìn cái sự thay đổi của tôi đi đây. Đây. Bằng neo đấy. Bằng ESL này. Bằng lái này. Còn có bằng này bằng gì đây? Bằng đánh bài. Hả? Bài có bằng này hả? Cái đấy là cái thẻ của ông. Ờ. Ông đánh từ ngày xưa. Tôi lâu lâu tôi lấy đi xong mà ai không để thẻ vào, tôi để thẻ vào tôi lấy phôi. Thế từ một người vợ hiền lành trở thành một người vợ ăn chơi sa đọa, tôi không ngờ. Ô, buồn cười nhỉ? Ăn chơi sa đọa à? Ăn chơi sa đọa mà có bằng neo.
Anh chơi xe độ mà học được tiếng Anh, anh chơi xe độ mà học được bằng lái. Ngày đầu tiên khi tôi bước chân qua đây, tôi tưởng tôi qua tôi sống một cuộc sống hạnh phúc bên chồng tôi. Nhưng tôi không ngờ, tôi không ngờ anh chả đã động gì đến tôi cả. Suốt ngày anh chỉ biết đi làm. Anh làm để anh cung phụng cho tôi à? Anh có hiểu được cảm giác của tôi không? Đâu phải người phụ nữ nào cũng muốn nằm đấy để chờ chồng đem tiền về cho xài đâu. Tôi không thuộc hạng phụ nữ ấy. Xin lỗi ông, nếu ông cảm thấy không được, ly dị. Đơn giản thế thôi. Em bé gì? Mỏng. Mỏng gì? Bé Mỏng. Không kêu tên cúng cơm nha. Bây giờ Jennifer Lu. Cái gì? Lu hả? Em họ Lữ hả? Ừ. Nhưng mà Lữ làm sao đọc được thì Jennifer Lu. Thôi được rồi, Jennifer Lu. Thôi mà đừng có giận mà. Anh hồ đồ, anh biết lỗi rồi. Bên nay anh mới biết anh có hai cái lầm lận chứ không phải một cái. Cái lầm đầu tiên á là em bắt em chịu đựng. Ở trong nhà em khó chịu, anh không biết. Cái lầm thứ hai á là anh đã hiểu lầm em là một người vợ anh chơi xa đọa. Thôi bữa nay thì anh nhìn những cái thứ trong bóp em thì anh đã hiểu rồi. Thôi đừng có giận anh nha, bỏ qua đi. Anh hứa kể từ hôm nay anh sẽ bỏ bớt làm việc ở nhà lo chăm sóc cho em, có thì giờ để cho hai vợ chồng mình có một cuộc sống hạnh phúc nha. Em chịu không Lú? Tôi không thích gọi bằng Lú. Tôi thích gọi bằng Mỏng ngày xưa cơ. Ok. Nè, từ nay nhá, phải bỏ bớt làm việc đi. Vâng. Ở nhà phải enjoy với vợ chứ. Vâng. Có thế cuộc đời nó mới tươi. Tự dưng xong thả tôi sang đây cứ nhốt như tù ấy. Này. Thôi sẵn đây vui quá. Nhờ hai chồng mình nói chuyện nãy giờ xanh hết tối bụng quá. Đúng không à? Ôi thế được rồi. Ngày hôm nay anh nghỉ việc gì? Không đi làm gì? Được rồi, vào trong đấy em làm cook anh ăn. Ê! Cái gì? Em cook cho cook anh ăn. Nói chuyện đàng hoàng. Trời đất ơi, cái đó. Năm trước rồi em ơi. Vâng.